Giao thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày 14 tháng 10 năm 2014 gặp rất nhiều khó khăn do đầu kéo biển số 57M1217 gặp nạn, nằm chắn ngang trên đường. Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 4 giờ 30 phút, chiếc xe này lưu thông theo hướng đường Tôn Đức Thắng cầu Sài Gòn 2. Đến đoạn cách chân cầu Thị Nghè 2 khoảng 20m thì bất ngờ gặp sự cố. Chiếc xe lao nhanh sang phải cày nát gần 10m cây kiểng và tông gãy đổ hai trụ đèn chiếu sáng. Tiếp tục quay đầu sang trái leo lên giải phân cách và chỉ chịu dừng lại khi phần đầu lao sang làn đường ngược lại, nằm chắn một phần làn đường ô tô. Sau hàng loạt tình huống, chiếc xe đầu kéo bị hư hỏng, tài xế bị thương nặng được đưa vào bệnh viện để điều trị. Tổ xử lý tai nạn quận 1 có mặt để điều tra xử lý vụ tai nạn. Đến 8 giờ 20 cùng ngày, hiện trường vẫn chưa được giải quyết xong, giao thông qua khu vực vẫn gặp rất nhiều khó khăn.